Ok, chào mừng anh chị đã quay trở lại với chương trình Bản tin chứng khoán sau giờ giao dịch cùng với em An. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 17 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần mọi người nhé. Rất là mong anh chị em sẽ cùng chú ý và đón xem với em An. Ok, thì trước khi mà đi vào nội dung của chương trình ngày hôm nay, thì anh chị em mà đang xem video mọi người có thể ủng hộ cho em An một like, một subscribe kênh cũng như là một quả tim ở dưới phần bình luận mọi người nhé, để giúp cho em An có thể là lan tỏa video tới nhiều anh chị em nhà đầu tư khác hơn. Đó, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Phần đầu tiên chúng ta sẽ đi qua tổng quan của phiên giao dịch ngày hôm nay một chút nhé. Đó, để cho anh chị em có thể là có những cái góc nhìn sát nhất về thị trường. Đó. Ok, thì VN Index chúng ta ngày hôm nay tăng 8,49 điểm và đóng cửa ở mức là 1.116,02 điểm. Ngày hôm nay chúng ta có 241 mã tăng và 143 mã giảm. Đó. Tiếp theo là VN30 cũng tăng 8,78 điểm và đóng cửa ở mức là 1.109,63 điểm. VN30 cũng có 23 mã tăng và có 5 mã giảm thôi. Tiếp theo là HN Index tăng 1,77 điểm và đóng cửa ở mức là 229,37 điểm. HN Index cũng có 130 mã tăng và 70 mã giảm. Tiếp theo cuối cùng là Upcom tăng 0,34 điểm và đóng cửa ở mức là 84,53 điểm. Upcom cũng tương tự, chúng ta cũng có 188 mã tăng và 104 mã giảm. Đó, thì ngày hôm nay chị thấy là về điểm số thì tăng cũng khá là tốt đúng không? Nhưng mà đặc biệt thì được kéo ở cuối phiên, được kéo về cuối phiên đâu đó loanh quanh từ khoảng 14 giờ 15 phút. Và kết phiên thì chúng ta cũng thấy là cái số mã tăng nó cũng lan tỏa khá là tốt mọi người nhé, lan tỏa khá tốt. Thì nhìn chung nó cũng đang đi khá là giống kịch bản mà chúng ta đã chia sẻ thôi. Nhưng có cái là ngày hôm nay thì nó rung lắc hơi sớm, đúng không anh chị? Nó rung lắc hơi sớm. Tuy nhiên thì kịch bản thì chúng ta cũng đã chia sẻ trên room Zalo, cũng như là trên những cái buổi live stream rồi. Đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy thanh khoản đạt được 18.126 tỷ trong phiên ngày hôm nay. Khối lượng giao dịch đạt được 995.028.000 cổ phiếu giao dịch trong phiên ngày hôm nay. Nhìn chung thì đây là một cái mức thanh khoản cũng khá là gọi là khá cao trong giai đoạn này mọi người nhé. Khá cao trong một cái giai đoạn này, đúng không? Còn so với những cái phiên gần đây thì nó thấp hơn một chút, hơi thấp hơn một chút. Đó, phiên ngày hôm thứ sáu này cũng thấp hơn, đúng không ạ? Đó, nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn là một cái mức thanh khoản khá cao mọi người nhé. Khá cao. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi qua một chút về các cái cổ phiếu đóng góp vào chỉ số index ngày hôm nay. Đó, hôm nay thì chúng ta thấy là ở chiều tăng chúng ta có Vinamilk, Vic, Masan, SAB, Vietcombank, MWG, BCM, rồi Techcom, BID, vân vân khá nhiều. VTR hôm nay cũng vẫn đang tiếp tục đà tăng khá là tốt. Ở chiều ngược lại chúng ta có Vinhome, DIG, TPBank, ACB, HDBank, đó rồi LCG, VIX, Đất Xanh, vân vân một số cổ phiếu khác. Tuy nhiên thì ngày hôm nay cái số những cái mã giảm thì nó cũng giảm khá là ít thôi. Đó, đấy là các cổ phiếu tác động mạnh tới chỉ số index. Tiếp theo chúng ta sẽ điểm qua một chút về nhóm ngành. Thì hôm nay cuối kết phiên thì hầu hết là đều sắc xanh thôi, đều có sắc xanh hết thôi. Rồi, chúng ta thấy là cuối phiên kéo VN30 khá mạnh. Đó, cho nên là hầu hết các nhóm ngành thì cũng sẽ đều có sắc xanh cả thôi. Đó, kể cả bất động sản đúng không? Bất động sản thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu trong bất động sản thì đa số là cũng đang ở trong những cái trạng thái tích lũy rung lắc. Đấy. Và cũng vẫn có khá nhiều cổ phiếu kết phiên ngày hôm nay vẫn đang điều chỉnh giảm, nhưng mà nhóm ngành thì vẫn xanh đúng không? Đấy, nó có những cái cổ phiếu vốn hóa lớn nó kéo ở cuối phiên, cho nên là hầu hết các nhóm ngành chúng ta đều tăng nhá. Chúng ta chỉ có dầu khí ngày hôm nay vẫn giảm một chút này và một vài nhóm ngành nhỏ khác nữa thôi, còn lại thì hầu hết là sắc xanh. Hôm nay chúng ta thấy là khối ngoại thì vẫn đang tiếp tục mua dòng 116 tỷ mọi người nhé. Tiếp tục mua dòng 116 tỷ. Đây cũng là những cái tín hiệu khá là tốt đúng không? Tuy nhiên thì
Một chứng chỉ quỹ đã 172 tỷ rồi. Đây. 63 tỷ. Tuy nhiên thì chứng chỉ quỹ là đã mua 172 tỷ rồi này. Đó, ngoài ra một số cổ phiếu mua thì có SSI, KBC, Hòa Phát, HDG, VIX, Hoa Sen đúng không? STB, Masan, rồi KDH. Đó, chiều mua. Còn ở chiều bán thì chúng ta có GEX, VIX, Vinamilk, HCM, VRE, VDR, rồi DGC và một vài cổ phiếu khác nữa. Đó. Nhìn chung là thấy cái sắc xanh ở chiều mua dòng của khối ngoại là ít nhất chúng ta cũng thấy những cái sự tích cực trong ngắn hạn rồi. Ít nhất là nhìn thấy một cái điểm sáng, đúng không? Rồi, ok. Thì đấy là tổng quan của phiên giao dịch ngày hôm nay mọi người nhá. Nhìn chung thì phiên ngày hôm nay em An đánh giá thì nó vẫn là một cái phiên mà khá tích cực ở trong ngắn hạn thôi. Ngắn hạn ở đây là như chúng ta đã chia sẻ rồi, ở trong các buổi livestream tuần trước thì ta cũng có chia sẻ là khả năng là thị trường ta sẽ giữ được cái sự tích cực và có thể tiếp cận những vùng đỉnh đỉnh ngắn hạn 1112 và cái vùng đỉnh ở tháng 8 là loanh quanh vùng 1123. Đó thì em An vẫn đang kỳ vọng kịch bản như vậy. Đó thì nhìn chung là thị trường vẫn đang tiếp tục thôi, tiếp tục cái đà gọi là hồi phục. Đúng không? Ngày hôm nay em vẫn đánh giá nó là một phiên khá tích cực. Đó, để có thể là tiếp cận lên đỉnh cũ 1123 nhá. Đó, nhưng mà anh chị có một cái vấn đề anh chị em lưu ý này. Có một cái vấn đề anh chị em lưu ý giai đoạn này nhá, không biết mọi người có để ý không. Nhưng mà khá nhiều phiên gần đây rồi. Khá nhiều phiên gần đây là chúng ta đều thấy kịch bản là rung lắc ở trong hầu hết cả phiên. Rung lắc hầu hết cả phiên. Đó, nhưng mà đến cuối phiên thì lại kéo lên rất là mạnh nhá. Thì lại kéo lên rất là mạnh. Đó. Cho nên anh chị em cũng nên thận trọng một chút, đúng không? Ở có một phiên nào đấy mà nó vẫn kịch bản cũ là rung lắc ở trong phiên, đúng không? Nhưng mà cuối phiên nó không kéo nữa mà nó cắm xuống thì chúng ta cũng nên thận trọng một chút, đúng không? Đó. Rồi thì đấy là một chút về phiên giao dịch ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai nhé mọi người nhé. Phần thứ hai là nhận định thị trường cho phiên ngày mai. Rồi, ok thì chúng ta thấy là ở trong khung H1 thì VN-Index đã vượt cái vùng đỉnh ngắn hạn ở những cái phiên trước rồi, phiên ngày mùng 8 tháng 6 rồi. Vượt cái đỉnh ngắn hạn là 1112 rồi. Và hiện tại thì đang ở vùng 1116 thì nó cũng đang có một cái trạng thái tăng khá mạnh. Đang có một cái trạng thái tăng khá mạnh rồi nhá. Hai kiếm cũng đã chạm vào nhau rồi. Tuy nhiên thì chúng ta để ý một cái vấn đề là thanh khoản thì nó cũng không được quá là cao, không được quá tốt để mà một cái nhịp mà tăng mạnh mẽ hơn ấy, thì em nghĩ là khối lượng mà có một phiên ví dụ khối lượng như hai cây này này đúng không, vượt trên trung bình 20 phiên khoảng tầm độ gấp rưỡi thì nó khá là tốt. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái phiên mà nó lên được cái vùng đỉnh cũ ở đây của chúng ta. Đó. Thậm chí là nếu như mà có khối lượng như vậy thì có thể là hoàn toàn có thể là vượt cái vùng đỉnh cũ, vượt lên đấy khoảng đâu đó khoảng tầm 25-30 gì đấy. Đó, sau đó thì nó sẽ bắt đầu cái nhịp điều chỉnh. Đó. Nhưng mà nhìn chung thì với cái việc tăng như ở cuối phiên ngày hôm nay thì em nghĩ là cái vùng đỉnh cũ 1123 là hoàn toàn có khả năng chinh phục. Ở trong có thể là phiên ngày mai, phiên ngày kia thôi, thứ ba, thứ tư. Đấy, và bắt đầu đến thứ năm, thứ sáu em nghĩ là VN-Index chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu nào đó, có những dấu hiệu nào đó mà có những cái tín hiệu điều chỉnh. Chúng ta thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3 phiên đây đến thứ 5. Thì có lẽ là khoảng tầm đây mọi người để ý cái đoạn mây mỏng này nhá. Mọi người để ý cái đoạn xoắn mây này. Có thể là thứ 5, thứ 6 là nó sẽ tiến đến đây rồi. Thì chúng ta sẽ lưu ý một chút, phòng ngừa cái trường hợp là VN-Index cắm xuống cái đoạn eo mây này nhá. Cái đoạn trước đó thì mây khá dày cho nên là em nghĩ là cái khả năng xuyên thủng thì nó sẽ thấp hơn. Nhưng mà chúng ta sẽ cần lưu ý bắt đầu từ đến từ cái lúc mà nó xoắn mây và có cái eo mây nhỏ này. Đó là ngày 15-16 tháng 6 thì cái nguy cơ nó sẽ có nguy cơ
Đó thì anh chị em lưu ý một chút, thì lúc đấy là cũng sẽ tương tự là như cái chúng ta chia sẻ, là nó sẽ cũng tác nó cũng sẽ tiếp cận đến vùng đỉnh cũ này đó, 1123. Thậm chí có thể là mọi người cũng cũng phải lưu ý là hoàn toàn nó có thể nó kéo vượt một chút đấy, thì lúc đấy nó sẽ tạo ra cái tâm lý tương đối là FOMO ở trên thị trường, bởi vì là hầu hết các nhà đầu tư thì đều nghĩ là đã vượt 1123 rồi đúng không ạ, thì nó sẽ hướng tới lên những vùng 1150 và 1200 đó, nhưng mà có thể đấy nó sẽ là một cái phiên mà kéo vượt giả kéo lên, sau đấy thì nó sẽ có nhịp điều chỉnh sau đó nhá, cho nên anh chị em cũng nên lưu ý và thận trọng một chút đó. Cái kịch bản chúng ta thì vẫn là như vậy thôi, nếu như mà cổ phiếu nào mà chúng ta có vị thế tốt và mua được ở những vị thế tốt này, xu hướng tốt, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là nắm giữ, chấp nhận những nhịp rung lắc ở trong thời gian tới đó. Còn nếu anh chị em nào mà muốn lướt lát thì có thể là canh lên những vùng 1123, 1124 này đó, thì anh chị em có thể là hạ bớt một phần, mọi người lưu ý giúp em là hạ bớt một phần thôi nhá, có thể là 30 hoặc 50% thôi nhá, chúng ta sẽ không bán hết giai đoạn này nhá, đó hạ bớt một phần và đợi những nhịp điều chỉnh rung lắc xuống những vùng 1087 đến vùng 1092 đúng không, thì 1087 vùng 1094 đó, đến những vùng đấy thì chúng ta sẽ canh những cái điểm vào để chúng ta mua call vào lại, để chúng ta mua call vào lại nhé. Đó đấy là kịch bản với anh chị em là đang cầm cổ phiếu đúng không ạ. Còn nếu như anh chị em nào đang cầm đang chưa có hàng nhá, mọi người lưu ý một chút, anh chị nào chưa có hàng thì những cái phiên mà nó tăng FOMO lên những vùng trên này tiếp cận đỉnh cũ thì em nghĩ là mọi người nên kiên nhẫn một chút, mọi người nên kiên nhẫn một chút nhé, cố gắng đợi những nhịp điều chỉnh sau khi nó tiếp cận đỉnh cũ này, thì đây mới là lần tiếp cận đầu tiên thôi, cho nên em nghĩ là cái xác suất điều chỉnh của nó sẽ rất là cao, cho nên anh chị em cố gắng là đợi những cái nhịp điều chỉnh sau khi tiếp cận đỉnh cũ này, thì chúng ta sẽ tìm kiếm những cái vị thế tham gia mua mới thì nó sẽ an toàn hơn. Còn thời điểm hiện tại, kể cả phiên ngày hôm nay rung lắc nhưng mà nó chưa về những vùng bên dưới, thì hầu như là chúng ta mua mới thì cái rủi ro nó vẫn tương đối là cao. Cái vị thế mua mới mới rủi ro nó vẫn tương đối là cao đó, cho nên là ngày hôm nay thì em cũng không mua gì đó, không mua gì cả, vẫn chờ đợi thôi, vẫn định đúng theo kịch bản thôi đó. Đây kịch bản của em An đây, thì vẫn như vậy thôi, em cũng chia sẻ cả trên room Zalo cũng như là room cộng đồng đúng không ạ, room cộng đồng cũng như room khách hàng của em thì em đều chia sẻ hết. Đó, đây kịch bản buổi sáng ngày hôm nay đây. Trong khung daily thì vẫn đang có trạng thái khách sạn hút giá điều chỉnh về vùng cân bằng là 1087. Tuy nhiên với cái lực cầu bắt đáy khá mạnh ở cuối phiên thứ sáu thì khả năng VN-Index sẽ chưa điều chỉnh ngay mà sẽ có một nhịp bật tăng và tiếp cận đỉnh cũ 1112, thậm chí là 1120, em ghi 20 cho chẵn thôi, chứ còn đỉnh cũ đó là loanh quanh 1123. Đấy, sau đó thì mới bắt đầu điều chỉnh. Đấy, nhưng mà đây thì vẫn là một cái nhịp điều chỉnh hoàn toàn bình thường và tích cực của thị trường. Đấy, cho nên anh chị mà đang cầm cổ phiếu thì có thể cân nhắc hạ bớt tỷ trọng khi mà tiếp cận đỉnh cũ đó, và chờ mua lại khi mà thị trường điều chỉnh về vùng cân bằng, chỉ hạ bớt chứ không bán hết này đó. Còn anh chị em nào cầm tiền thì canh những nhịp rung lắc của thị trường và tìm cổ phiếu điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh để chúng ta tham gia đó. Và thị trường thì đã xác nhận vào xu hướng tăng rồi đó, cho nên là và đây vẫn là những cái giai đoạn đầu của xu hướng tăng thôi, cho nên anh chị em vẫn, nếu đã có hàng rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục yên tâm nắm giữ thôi đúng không, và chỉnh thì vẫn là cái cơ hội mà để anh chị em nào chưa có hàng thì canh mua đó. Đấy, còn những cái cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ đã xác nhận xu hướng tăng rồi thì anh chị em phải cố gắng gồng đúng không, gồng đến khi nào hết xu hướng, và khi mà thị trường mà đã vào chen rồi ấy, là chúng ta phải cố gắng, chúng ta gồng phải cố gắng, phải lì một chút, phải lì lợm hơn nhà đầu tư khác một chút đúng không. Vào chen rồi thì chúng ta sẽ tập trung đánh theo chen mọi người nhé. Kháng cự thì nó chỉ là một cái để chúng ta tham khảo, để có thể là lướt lát ở trong ngắn hạn thôi, nhưng chủ yếu chúng ta sẽ phải đánh theo chen nhé. Khi nào mà có dấu hiệu mà gãy chen hoặc là phân phối thì lúc đấy chúng ta sẽ tính toán câu chuyện thoát sau đó. Nhắc lại với mọi người một chút về cái hỗ trợ và kháng cự đúng không, hỗ trợ và kháng cự chúng ta sẽ đánh theo, đánh ở trong những cái giai đoạn sideways thôi. Còn khi mà thị trường đã vào uptrend hoặc downtrend thì những cái hỗ trợ hoặc những kháng hoặc là những cái kháng cự thì nó hoàn toàn có thể phá vỡ rất là dễ đấy, có thể nó chỉ rung lắc ở đấy thôi đúng không? Rung lắc hoặc điều chỉnh nhẹ thôi, sau đấy là nó sẽ bật tăng, nó phá vỡ là hoàn toàn bình thường.
Cho nên là chúng ta phải biết cái giai đoạn nào chúng ta nên đánh theo chiến lược nào, đúng không ạ? Và uptrend thì chúng ta phải đánh theo trend đúng không nhá, phải đánh theo trend đúng không? Đó đó thì đấy là những cái nhận định của em An thì vẫn như vậy thôi, đúng không? Thì hôm nay chị em cũng thấy là thị trường thì nó cũng có cái sự rung lắc, nhưng mà cái lúc rung lắc thì em An vẫn cầm thôi, hàng vẫn cầm nguyên si thôi, đúng không? Nhưng mà hôm nay có bán bớt 1/2 PR vùng giá 17.5, bán bớt 1/2 lợi nhuận 35,6%, 35,6%. Đó, bán 1/2 đấy mọi người nhá, và bán ở đây là em bán để đợi chỉnh mua con vào lại. Hôm nay nó về 16.8 nhưng mà em muốn đợi thêm một chút, đợi về khoảng tầm 16.5 gì đấy thì có thể là em sẽ mua con vào lại nhá. Đó, nhưng mà em nghĩ PR thì khả năng nó cũng sẽ có những nhịp rung lắc sớm thôi. Đó. Còn đấy là anh chị em là muốn lướt lát, còn anh chị em là không muốn lướt lát thì cầm luôn cũng vẫn được, không sao cả. Em thì cá nhân em thì em không bán nhá, cá nhân em thì em không bán, em cầm luôn đó. Còn đây là có nhắn cho anh chị em, bởi vì là sẽ có những anh chị em mà cầm lâu không hành động gì thì có thể là cũng sẽ hơi ngáy tay chân, đúng không? Đó thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta hạ bớt cũng được, đúng không? Hạ bớt và đợi chỉnh co lại sau. Còn em thì em vẫn chưa bán tí nào, em vẫn cầm nguyên si đó. Em nghĩ là về cá nhân em thì cái việc mà chịu đựng rung lắc cũng như là gồng thì em nghĩ là có thể là cái tâm lý của em nó sẽ vững hơn anh chị một chút, đúng không? Nó sẽ vững hơn anh chị một chút, cho nên là đối với em cổ phiếu mà rung lắc khoảng tầm 15-20% nó là cái chuyện quá bình thường rồi đó. Nhưng mà chỉ khách hàng thì có nhiều anh chị em thì có thể là sẽ không chịu đựng được cái mức rung lắc như vậy đó, cho nên là đôi khi cũng phải cân nhắc để cho anh chị em nào mà muốn lướt lát thì có thể hạ bớt cho tâm lý nó nhẹ, cho tâm lý thoải mái thôi. Còn lại thì luôn luôn phải giữ một phần, đúng không? Nhóm chứng khoán em cũng như vậy, nhóm chứng khoán cũng như vậy này, cũng luôn luôn phải có 1/2 ở đây đó, mọi người thấy không? Luôn luôn phải có 1/2 ở đây, không mà bán này, bao giờ hết trend thì mới bán, đúng không? Vẫn còn 50% này, có ông sale thì đang hơi nhỏ một tí, ông sale thì mua 2 lần giá trung bình về 26. Đó, bây giờ đang âm nhẹ một chút. Hôm trước em bán 50% rồi, bán 50% ở vùng 26.2 để em sẽ đợi em mua con vào lại nhá. Đây cũng em là cũng là bán để em đợi mua con vào lại những vùng giá thấp hơn thôi. Có lẽ em sẽ đợi vùng giá 23.5, 24. Đó, có lẽ là em sẽ đợi vùng giá đấy. Đó, còn PR thì hôm nay hạ bớt 1/2 này, còn lại thì vẫn cầm 1/2 đúng không? TDC cũng hạ 1/2 trước rồi, vẫn cầm thôi, cũng 2-mấy% này. Ở Hoa Sen 5 Kim mua trước đó rồi, đang gọi là lãi nhẹ. Định nói chung nhìn chung gọi là hòa vốn đi, đúng không? BCC thì cũng bán 1/2 rồi, cũng lãi hiện tại 1/2, còn lại cũng lãi 5%. HHV này lãi 7%, rồi VCG đang lãi 6%. Đó, một số cổ phiếu ngân hàng MBB, Techcom, MSB, SHB cũng đều đang có lợi nhuận khá là ổn. Đó, ngoài ra một vài mã TTF nhập penny thì vẫn cầm 1/2 này, cũng 21% rồi. TVD ngày hôm nay cũng đang có được 16% rồi. Đó. FRT hôm nay một phiên tăng rất là tốt, đúng không? Cũng được 11% rồi. Đó, thì cái danh mục cũng khá là ok mọi người nhé. Và mọi người yên tâm là em vẫn còn rất nhiều hàng nhé. Đó, cho nên anh chị em cứ yên tâm. Em vẫn còn rất nhiều hàng nhé. Vẫn cầm nguyên thôi. Nay chỉ hạ bớt một ít PDR để cho anh chị em nhà đầu tư gọi là tâm lý nó nhẹ nhàng hơn thôi. Đúng không ạ? Nhiều khi gồng lãi nhiều quá, khi mọi người lại stress, đúng không? Lại bị stress, lại bị tâm lý đó. Đó, nhưng mà mọi người cứ yên tâm là với PR thì em nghĩ là em sẽ có điểm mua lại nhanh thôi, đúng không? Rồi ok, thì đấy là về phần nhận định thị trường mọi người nhé. Nhận định thị trường thì mọi người vẫn quan sát đỉnh cũ nhá. Tổng kết lại, mọi người vẫn quan sát đỉnh cũ đó, lên vùng này thì nếu mà anh chị em nào muốn lướt lát thì hạ bớt đó, thì hạ bớt đợi chỉnh co mà lại nhá. Chúng ta sẽ hướng tới 1123, 1124 trước, sau đấy thì cái khả năng cái nhịp điều chỉnh khả năng nó sẽ bắt đầu diễn ra nhé. Đó, và đặc biệt lưu ý vào thứ năm thứ sáu tuần này. Đó, còn trong ngày mai ngày kia thì em nghĩ là vẫn khá là ok thôi, chưa có vấn đề gì quá lo đâu. Đó thì đấy là về phần nhận định thị trường. Ok, thì anh chị em nào đang xem video, mọi người có thể là ủng hộ cho em một like nhé, ủng hộ cho em một like cũng như là một quả tim ở dưới phần bình luận nhé. Đó, và em An có để một cái đường link ở trong room Zalo. Một đường link về room Zalo ở trong phần mô tả, thì anh chị em nào mà chưa tham gia thì mọi người nhớ vào phần mô tả và click vào đường link và tham gia cùng với em An nhé. Ở trong room Zalo thì em An sẽ hỗ trợ mọi người mọi mọi lúc mọi nơi luôn, đúng không? 24/24
đó, những cái cổ phiếu mà hoặc là những câu hỏi mà anh chị em quan tâm, hoặc là khi nào có cơ hội đầu tư thì em An cũng sẽ chia sẻ cho anh chị ở trong Zalo nhé. Đó, anh chị em nào chưa tham gia thì mọi người có thể tham gia cùng với em An. Đặc biệt là nếu như anh chị em nào mà chưa có ai đồng hành thì anh chị có thể là liên hệ với em An để chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau, cùng sát cánh ở trên thị trường chứng khoán cũng như là cùng nhau kiếm lợi nhuận ở trên thị trường. Đó, và cái đặc biệt là chúng ta sẽ là em An sẽ làm sao mà quản trị cái rủi ro tốt nhất cho anh chị. Đó, mọi người yên tâm là với em An thì cái việc quản trị rủi ro luôn luôn là hàng đầu, và cái tài khoản của khách hàng an toàn cũng như là kiếm được lợi nhuận. Đó, cái lợi nhuận của khách hàng luôn luôn đặt lên hàng đầu mọi người nhé. Rồi, ok, thì đấy là về phần nhận định thị trường. Tiếp theo thì như bình thường ta sẽ có một cái phần thứ ba là một vài cái cổ phiếu để cho anh chị em có thể là tham khảo trong phiên ngày mai. Tuy nhiên thì em nghĩ là trong giai đoạn này em cũng không ưu tiên việc mua mới quá nhiều đấy, cho nên là hôm nay chắc là em sẽ không có cổ phiếu để cho mọi người tham gia trong phiên ngày mai. Hầu như các cổ phiếu bây giờ đều đang quá để mua hết rồi đấy, cho nên ra cần phải đợi những cái nhịp điều chỉnh nhá, cho nó an toàn. Đúng không? Có chăng thì anh chị em có thể canh thép rung lắc thì mọi người mua thôi. Đó, canh rung lắc về mua. Hôm nay hoa sen cũng về được 16.1 đây này, đúng không? Thì mọi người cứ canh 15.8, 16, 16.1 thì đấy mọi người mua được. Đó là cái vùng giải ngân của hoa sen tương đối tốt. Đó, rồi Nam Kim cũng tương tự. Đó, hai chủ nhóm thép. Thì anh chị em có thể canh để tham gia nhé. Mình cũng là loanh quanh vùng 15.8, 16. Đó, cũng tương tự thôi. Hai cổ phiếu này bây giờ vùng mua đều đều như nhau nhé. Đó thì anh chị có thể là canh thép thôi, chứ còn hầu như các cổ phiếu khác thì em cũng chưa tìm thấy cái điểm mua, chưa tìm thấy cái điểm tham gia. Chúng ta sẽ chờ đợi thêm ở trong có thể trong một vài phiên, đặc biệt là những phiên cuối tuần nhé mọi người nhé. Danh sách những cổ phiếu mà tiềm năng em ăn đều đã lọc ra hết rồi, nhưng mà cần phải đợi điểm mua, đúng không? Cần phải đợi điểm mua. Cho nên khi nào mà có điểm mua thì em ăn có thể sẽ chia sẻ với anh chị một những cổ phiếu nào đó, đúng không? Đấy, còn anh chị em nào mà chưa có ai đồng hành thì hãy nhớ liên hệ với em ăn nhé. Đó, để liên hệ với em An để có toàn bộ danh sách những cái cổ phiếu mà tiềm năng trong giai đoạn tới, đúng không? Cơ hội của chúng ta trong thời gian tới rất nhiều. Nhưng cái quan trọng chúng ta phải nhìn được cơ hội, đúng không? Nhìn thấy được cơ hội và nắm bắt được cơ hội. Đấy, cho nên là anh chị em hãy liên hệ với em An sớm để chúng ta cùng đồng hành với nhau mọi người nhé. Rồi, ok, thì chắc là em xin phép kết thúc video đây mọi người nhé. Chúc anh chị em một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Đó, và hãy nhớ liên hệ với em An thật sớm nhé. Ok, xin chào mọi người.